Xin chào quý vị và các bạn, cũng khá lâu rồi kênh InvestTV chưa cập nhật lại cái giá trị của đồng Bitcoin trên thị trường chợ đen. Ngày hôm nay mình đã quay trở lại với sàn phi tập trung Pi, hay với cái tên miền là sàn pinetwork.com. Các bạn có thể để ý được ở trên màn hình, đó là giá mua vào và giá bán ra của một đồng Bitcoin hiện nay đang là khá thấp. Có lẽ đã quay trở lại với cái mức mà trước cái thời điểm mà dự án Pinetwork đạt đến được cái mốc là ngày Pi Today của năm 2023, ngày 28 tháng 6. Thì trước cái đợt 28 tháng 6 Pi Today 2023 thì giá trị của Bitcoin có lẽ là được một số những đối tượng mua bán trên thị trường làm giá và đẩy cái giá trên cái thị trường chợ đen nó lên cao một chút để làm gì? Chắc là tạo hiệu ứng FOMO. Thì các anh em cứ nghĩ là sau ngày Pi Today 2023 thì dự án sẽ open mainnet và họ mong chờ rằng một cái sự đột phá trong cái giá trị của Bitcoin nếu mà cái sự kiện open mainnet xảy ra. Và dĩ nhiên là cái tâm lý mà anh em là muốn thu lợi từ đồng Bitcoin theo cái hình thức là ăn sổi thì sẽ lao vào mua Pi ở cái thời điểm đấy để làm gì, chờ sau open mainnet giá trên các sàn họ có thể sẽ lên cao, bật lên cao một cách đột biến, các anh em sẽ quay trở lại xả Pi. Nhưng không, Pico Team họ tính toán hết cả rồi các bạn ạ. Dĩ nhiên là sẽ không có cái chuyện đấy xảy ra. Và theo cái lẽ thường kỳ thì dễ hiểu ấy, thì sau mà cái sự kiện Pi Today của 2023 không diễn ra cái sự kiện Open Mainnet thì giá trị của Bitcoin đã tụt một cách rất là nhanh và lớn mạnh cho cái biên độ. Thì bây giờ giá mua vào chỉ là 7.600 và giá bạn bán ra là 7.200. Cái mức giá này khá là thấp nếu mà các bạn so sánh với lại giá mua IOU là tôi nợ bạn ở trên các cái sàn ví dụ Hobi và các sàn, một số cái sàn lớn khác mà họ đã liệt kê cái cặp PUSD DD ở trên cái sàn của họ ấy, thì cái con số này nó quá nhỏ. 20 đô, mình lấy một cái con số trung bình là 20 đô ở trên theo thống kê của CoinMarketCap, 20 đô nó cũng rơi vào tầm khoảng trăm mấy rồi nhỉ, 400.000, mình tính gọi là làm tròn với con số 20, 400.000. Ở đây mới chỉ có các bạn xem, mới chỉ có 7.600, là một cái khoảng cách một trời một vực luôn. Thế do đó thì mình nghĩ là các bạn cũng xem để tham khảo thôi, chứ cũng đừng lao vào mua bán nhiều, nó sẽ phá hoại hệ sinh thái Pi. Một cái điều đặc biệt nữa, các bạn có thể theo dõi ở trên sàn pinetwork.com này, cái số lượng Pi mà các bạn có thể mua được ở trên sàn này, cái chủ của sàn này họ còn đến tận 2 triệu Pi. Các bạn nhìn thấy con số khá là khủng khiếp. Và nếu mà bạn bán Pi thì họ có sẵn 1 tỷ rưỡi để họ có thể thanh khoản Pi cho các bạn, chứng tỏ là cái đối tượng, cái chủ của sàn này họ cũng rất là có tiềm lực mạnh và họ có sẵn Pi để cung cấp cho thị trường. Khá là khủng phải không các bạn? Nhưng thôi, anh em chúng ta nếu mà không thuộc dạng là mua Pi bán lại kiếm lời thì chúng ta cứ đào trên điện thoại một cách bền vững, thì nó không động chạm đến ai cả, không vi phạm đến cái gì cả. Nên là mình không khuyến khích các bạn làm việc đấy nhá. Mua bán Pi coin như thế này là vừa vi phạm chính sách pháp luật Việt Nam mà vừa vi phạm chính sách của Pico Team, rất dễ bị bay nick. Nên là hết sức cẩn thận, chúng ta xem để tham khảo giá thôi, và xem để biết rằng cái giá trị Bitcoin trên chợ đen đang rất rẻ mạt, và đừng lên bán rẻ các bạn nhé. Ok, bản tin ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các bản tin tiếp theo của kênh InvestTV.